ngồi nghĩ hỏi thăm ông táo ơi rồi sách trần ông tin đã xong chưa cười rằng có sao lại gấp quá chừng có điều chi lo liệu bâng khuâng mà dối giả dặn dò tôi sớm vậy nên tính trước trao tờ cáo thẩm cuộc trần gian đã trải một năm qua luôn từ ngày tăng sĩ xa nhà đều ắt kết tâu qua cùng thương đây gì. Và để liên tục đọc lại chương trình sấm thi của Đức Thầy, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến bài Trao lời cùng ông Táo. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương chợ quán ngày 3 tháng Chạp năm Canh Thìn. Với thi phẩm này quý vị sẽ được thưởng thức qua các giọng đọc của nhị vị đồng đạo thành lòng cung kính phụng ngâm. Mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Đôi lời sắp tính về châu thương giới không nếu có việc trần thật nhiều trần gió mưa cho nhân loại trăm cây cùng ngàn đắng còn như một tháng trong coi dài dần như chắc thăm ba theo lệ cũng chầu trời trò chuyện với tôi chơi thêm dằn trước ít lời ông xin nhớ tao cười rằng có chi nhắn nhở mới hôm nay sao lại gấp quá chừng có điều chi lo liệu bâng khuâng mà dối giả dặn dò tôi sớm vậy sai cả cười vuốt ve tấm ơi đại
sợ ngày về ông bầm lắm đi chia xôi của chúng sanh làm lễ giáng hồi e quên mất những lời tôi gửi gắm nên tính trước trao tờ cao thầm cuộc trần gian đã trải một năm qua luôn từ ngày tăng sê xa nhà đều ất kết tâu qua cùng thương đây ngày dân chỉ đau lai trần thấy cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm mượn tay gã tờ qua thần hạ bút khuyên bà tâm tầm tiếng rời tục chỉ mãi trời bài to diệt về sao gái cùng trai già trẻ vào đường trí huệ quy gìn đạo pháp thân cũng chẳng sai mê chùa tháp mơ chẳng tham tiền tham vật món chi chi hơn năm dư nguyệt chi duy trì truyền sanh chúng phải kính thờ trời Phật cùng lắm kẻ phàm khu xa thấp dòi treo đùa lũ quỷ ngạo đòn mang lúc căn năng sửa tâm rất thi thật thà còn lắm kẻ ngân ngang theo chọc rối mượn luật pháp ẩn trong bóng mây tối mà làm điều phi nghĩa chuyện bất lương giả hiểm sâu không thước đo lường dốc phá hoại đường ngay bôi lẻ thành thêm lời tiếng thấp cao nhẹ nặng làm cho người tu tỉnh phải xót xa nên hạ thần kính cẩn tâu qua xin ngọc đế quang minh dùm trần thế nay cũng lắm người ở kinh kệ muốn tu mà gặp lúc quá gây go sát trần còn mắt phải neo đò giờ rước khách đã ngưng rồi năm tháng
định cũng chưa quá hạn, nên phải còn bận mãi anh nàng nghe ta. Dòng thanh minh đức rạng khắp nhân loại, ban phước xuống dân lành cho bớt khổ. Gạo lúa kiếm là đồ sẵn thấu, hàng quá cao ấy của ngoài bán vào, kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau, rất mong mỏi an cư cùng lạc nghiệp. Quay trời đất thấy trần khung ma khiếp, nhưng ngặt loài thọ cao cứ đua tranh, lộ soi hầm hơi gút múa nanh, cho trăm họ hải hùng cơn sấm nổ. Thần ráng sức ra công khuyến ơi, dò dình thuần phong mỹ tộc của rồng tiên. Tập ở ăn theo nết thanh hiền, lòng tu tịnh dòm Phật tiên nói chi. Bài tường tận trước sau chung thủy, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa, nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học thôi mới lăn loạn theo sở dục. Khắp thế giới bình lương cội tốt, quý tranh giành quyền lợi xé sâu nhau. Thấy nhân sanh tuôn giọt máu đầu, lòng bác ái động tình rơi nước mắt. Khuyên ai bi thở than dếu dắt, khắp đông tây nam bắc chiều sầu, kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người báo ngược thừa cơ quý thù lời. Ở thị thiền đua chiến xứng khởi, những tuồng hư cho bọn gái lần trai, nào hút thuốc phiện hồi dễ chai, nào trùm đi ma con nghề hút mau. Ai để mắt xem đời chú chẳng khỏi than dần dân tộc hư hèn, diện áo quần son phấn lấn chen, miệng cho mình được lên xe xuống ngựa, mang điểm tô quy hoàng nhà cửa, ai
cũng cùng để mặt đất trời xây. Thấy nhân gian khuyên đạo tỏ bài, cho thượng đế làm tường trong sanh chung. Bấy nhiêu điều xét xem nhân chúng táo đệ dùm, cho tôi đến thiên cung. Còn nhiều điều gớm ghiếc hại hùng, lấy yếu lược đôi câu mà trần tố. Nay cùng ông hữu duyên tương ngộ, chúc ông về thượng giới được nghe ban khen. Phần sĩ tăng tay chống miệng kèn, giác thiện tính chân ngân nền Phật giao. Nếu chừng nào khai thông đại đạo đức từ bi, gọi khắp cả nhân gian, để trầm lưng khô cạn sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy cứ nói theo như thế này, vì năm lại lại ba đạo đức quay như năm bạn giới thiệu là thiên hồng dài là chân kinh khủng đó là chân đạo tham lực cao được đang nhân giúp làm lành cho mọi họ tâm tu nhân con hội quay vào thế giới và đặc biệt còn có những ngày nhắc nhở về khán quả mọi người ghi nhớ mọi cảm công tập đừng dài bấm những thói quen phải trang phục chúng phải đợi là sao xưa đã chẳng ai nào có tội nay cũng trong người tội nhân qua tốt hơn khắp hết gần ta lấy câu nhân quả đợi mà ở nhân giờ đây xin tâm tập xin mời quý vị thắp nhẹ cõi lòng đợi nghe lại dòng chỉ năm của hai đồng giáo viên đặng thị kim uyên và lê thọ tiên thành chú lòng. Thank you.
năng lực lòng đạo cố gắng giữ vững niềm tin đến bước trên con đường đạo pháp, dừng giữ tính đại trọng ăn và thực hiện bác chánh đạo, những niềm tin những lời đạo hạnh trên đường tu sát cánh tiến lên, bốn trọng ăn cố gắng đắc đền tám tám điều tránh gắn hành có đúng, mà chư vị thánh nhà quả lòng để chứng tu trọn vẹn ý nghĩa năm sau trong thi phẩm này. Nam mô A Di Đà Phật. Từ nước nhập cõi về nước diêm dài đời mọi ngày qua lành mạnh, những điều tin những đề đạt hành trên đường tu sáng cánh đi đâu cố gắng đi đắm 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 cho đắm 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 thank you.
Đời nắng